Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm ham show bỏ mặc vợ khiến dân mạng chỉ trích. Những ngày gần đây, Trường Giang nhận gạch đá từ cộng đồng mạng vì không thể túc trực bên cạnh bà xã trong hai lần vượt cạn. Nhiều người trách Trường Giang tham công tiếc việc, tham nhận nhiều show bỏ bê gia đình. Do đó, quản lý Quang Vũ, anh trai danh hài Trường Giang phải lên tiếng đính chính giúp em ruột. Anh cho hay, bản thân phải lên tiếng vì nhiều người cho rằng Trường Giang nhận quá nhiều show nên mới không có thời gian cùng vợ vượt cạn. Theo chia sẻ của anh Quang Vũ, công ty quản lý đã xếp lịch để Trường Giang nghỉ đi sinh cùng vợ, nhưng lịch dự sinh của hai bé nhà nam diễn viên đều lệch so với ngày sinh thực tế. Trước khi sinh em bé, bác sĩ thường báo trước lịch dự sinh. Công ty quản lý dựa vào lịch dự sinh đó và thu xếp lịch làm cho Giang, cho lịch nghỉ một tuần 10 ngày để Giang đưa vợ đi đẻ. Nhưng cả hai đứa bé đều né cái lịch nghỉ do chính tôi làm, đứa thì ra trễ, đứa thì ra sớm. Anh Quang Vũ cũng khẳng định Nhã Phương chưa từng phải đi viện sinh con một mình bao giờ và Trường Giang có xin phép nghỉ để chăm sóc vợ. Trong video vừa được Miu Lê đăng tải khi trò chuyện cùng Trường Giang, anh đã có những chia sẻ khiến cộng đồng mạng phải nghẹn lòng. Trường Giang cho biết trong suốt quá trình sinh con, Nhã Phương đã tự vượt qua mà không có Trường Giang ở bên cạnh. Điều này đã khiến anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Anh đã chia sẻ, thậm chí anh từng phải nén nước mắt trước khán giả vì đã vô tình bỏ rơi vợ trong khoảnh khắc cửa sinh cửa tử gần kề. Cô đơn là giữa hàng ngàn người mà không có một người nắm lấy tay mình. Trường Giang không phải là trường hợp duy nhất rơi vào cảnh buộc đánh đổi thời gian cho gia đình vì công việc. Ngày 23 tháng 10 vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm gây xót xa khi thông báo mẹ vợ đã qua đời. Tối ngày 25 tháng 10, Lê Dương Bảo Lâm cho biết đã có mặt tại nhà ở Đồng Nai để chịu tang mẹ vợ. Dù đau lòng nhưng nam diễn viên có lịch trình quay 2 ngày 1 đêm ở xa, sau khi hoàn thành công việc mới có thể trở về cùng vợ lo hậu sự. Vừa về đến nhà, Lê Dương Bảo Lâm ôm lấy Quỳnh Quỳnh để động viên. Có thể thấy, bà xã của nam diễn viên buồn bã, thất thần và rưng rưng nước mắt khi đối mặt với biến cố mất mẹ. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhanh chóng thực hiện các nghi thức trang nghiêm, bày tỏ sự tiếc thương đối với mẹ vợ. Nam diễn viên chia sẻ gây xúc động. Mẹ ơi, con về với vợ con rồi, mẹ yên tâm nha. Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ như Thu Trang, Tiến Luật, Thùy Tiên, Sĩ Thanh, Chris Phan đã gửi hoa chia buồn với gia đình Lê Dương Bảo Lâm. Trước khi tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, Quỳnh Quỳnh cũng có chia sẻ gây xót xa. Ngày người ta vùi cả thế giới của con xuống mảnh đất lạnh lẽo. Mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ ơi.